Chào mừng quý chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Thì trước mặt em là chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản máy xăng cao cấp. Anh chị có thấy là Santa Fe đang toát lên một cái vẻ bề ngoài thật là thể thao, sang trọng và cũng đầy chất cá tính ạ. Đây là một chiếc xe giá thành đã vừa giảm rất là nhiều trong thời điểm vừa qua. Đấy. Cụ thể là phiên bản xăng này, bản cao cấp này bên em đang bán với mức giá cho quý hàng cực kỳ ưu đãi, chỉ với là 1 tỷ 190 triệu. Vâng, 1 tỷ 190 triệu. Santa Fe thì có hai phiên bản cao cấp bán chạy nhất là bản xăng cao cấp và bản dầu cao cấp. Thì phiên bản dầu cao cấp thì bên em đang bán với mức giá cho quý anh chị rơi vào khoảng 1 tỷ 245 triệu. Giá lăn bánh của chiếc xe này tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang và các tỉnh lân cận thì đâu đó rơi vào khoảng là 1 tỷ 310 triệu. 1 tỷ 310 triệu. Còn máy dầu thì rơi vào khoảng 1 tỷ 370 triệu. Thì giá thì nó cũng tùy theo thời điểm, anh chị nếu mà quan tâm thì sẽ gọi cho em đi, gọi cho em để em có thể báo giá chính xác và những cái quà tặng khuyến mại chi tiết cho thời điểm quý anh chị nhận xe. Ở đây thì chúng em cũng có tặng thêm cho quý anh chị là một hệ thống bộ phim cách nhiệt. Đó, phim cách nhiệt bảo hành 10 năm, phim của New Sun. Rồi thì là trải sàn da, bọc vô lăng. Đó. Màu xe thì bên em sẵn có những cái màu dao như là màu đen, màu trắng cho phiên bản xăng và phiên bản dầu. Màu đỏ thì có một số ít hơn. Cũng sẵn có xe dao cho quý anh chị. Đó. Một chiếc xe mà phân khúc SUV hạng D mà lăn bánh nó chỉ rơi vào khoảng nhô tỷ 3 một chút thôi. Đó. Santa Fe thì sẽ có những cái công nghệ nổi bật như là phần đầu xe. Thì em có thể kể đến cho quý anh chị là hệ thống đèn pha cốt là full LED, kiểu chiếu bóng chiếu projector, tích hợp tính năng là tự động bật góc, bật pha cốt thông minh khi gặp xe đối diện, rồi hệ thống kiểm soát hành trình chủ động SCC trong gói Hyundai Smart Sense, rồi lưới tản nhiệt của xe cũng được mạ chrome rất là nhiều và sang trọng, tạo điểm nhấn thể thao và cá tính. Cảm biến thì cũng được trang bị 4 cảm biến phần đầu xe, cam 360 cũng được trang bị cho phiên bản cao cấp. Về phần la răng của xe thì xe được trang bị với bộ la răng kích thước 19 inch cho phiên bản cao cấp, còn bản thường thì là 18 inch. Gương chậu thì tích hợp cam 360, rồi cảnh báo điểm mù kèm theo tính năng là sấy gương, gặp mở điện tự động, chỉnh điện. Đấy. Những thanh chrome to bản cũng được ốp dọc theo sườn xe thì tạo cho chiếc xe có cái vẻ ngoài rất là khỏe khoắn và sang trọng. Còn phần nội thất thì anh chị có thấy là Santa Fe được trang bị với tông màu nội thất chủ đạo là màu nâu, màu đen và trần là màu sáng, thì phối màu rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, bản cao cấp thì có nhiều ghế lái hai vị trí này, rồi thì loa là loa Harman Kardon được trang bị. Đó, âm thanh rất là tốt, sắc nét và trung thực, trải nghiệm âm thanh rất là tốt trên Santa Fe ạ. Đấy, ghế của xe thì được chỉnh điện lên đến 12 hướng. Phanh tay điện tử cũng được trang bị cho tất cả các phiên bản ạ. Đấy. Trên chiếc vô lăng này thì sẽ có những cái tính năng như là hệ thống Hyundai Smart Sense này, cảnh báo giữ làn đường, rồi thì tự động giữ làn và kiểm soát hành trình chủ động SCC, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, phòng tránh phương tiện va chạm người đi bộ phía trước. Đó, màn hình của xe thì đều được trang bị hai màn hình với kích thước là 10,25 inch. Màn hình đây là màn hình đa thông tin. Đó. Digital, full digital. Đây là màn hình giải trí trung tâm cũng là full digital ạ. Xe thì có trang bị cần số bằng nút bấm cho tất cả các phiên bản nhé. Và sưởi và làm mát hai hàng ghế trước thì được trang bị cho phiên bản xăng cao cấp và dầu cao cấp. Phiên bản dầu cao cấp thì sẽ có thêm chế độ lái địa hình như là chế độ lái vượt đường sa mạc, đường cát này, đường xình lầy và đường gồ ghề ạ. Nếu anh chị có thể để lựa chọn máy dầu trong trường hợp là anh chị đi di chuyển nhiều và máy xăng thì di chuyển ít hơn, anh chị có thể ưu tiên lựa chọn xe máy xăng khi mà anh chị đi phố nhiều, còn đi đường trường nhiều thì anh chị có thể chọn máy dầu đi cho nó tiết kiệm và bền bỉ hơn. Đấy. Cửa gió điều hòa ghế phía sau thì được trang bị cho tất cả phiên bản, rồi cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Đấy, em gửi anh chị. Đấy, hàng ghế sau của xe thì cũng tương đối là mức gọi là không rộng quá nhưng mà cũng ok, gọi là tạm chấp nhận được. Tiêu hao nhiên liệu của xe đấy, đường kết hợp thì rơi vào khoảng 9,27 lít
đường trong đô thị là khoảng 12,28 lít và đường ngoài đô thị là khoảng 7,5 lít. Còn phiên bản dầu thì sẽ có mức tiêu nhiên liệu tốt hơn ạ. Quý chị quan tâm đến Hyundai Santa Fe thì xin lòng liên hệ với số điện thoại. Em xin cảm ơn và hẹn lại quý chị trong những video tiếp theo.